sẽ có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình các bạn để nhận được những tin tức mới nhất, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Công Phượng nhận lương khủng ở câu lạc bộ Incheon United. Trưa ngày 14 tháng 2, Nguyễn Công Phượng chính thức ra mắt trong màu áo câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Hoàng Anh Gia Lai. Mức lương Công Phượng nhận được khi gia nhập câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc được dư luận quan tâm đặc biệt. Chi tiết hợp đồng đưa Công Phượng sang Hàn Quốc không được các bên tiết lộ. Nhưng theo tìm hiểu, Công Phượng thuộc top các ngôi sao Đông Nam Á được trả lương cao nhất ở thời điểm này. Nguồn tin của chúng tôi cho hay, Incheon United trả lương cho Công Phượng cao hơn 2-3 lần khoảng tiền 3.000 đô la Mỹ trên một tháng mà tiền đạo đội tuyển Việt Nam từng nhận khi thi đấu cho Mito Hollyhock của Nhật Bản hồi năm 2016. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai cho hay, mức đãi ngộ của Công Phượng ở Incheon United xứng đáng với giá trị của tiền đạo gốc Nghệ An vào thời điểm hiện tại. Dù vậy, chia sẻ trước giờ lên đường đi Hàn Quốc, Công Phượng cho biết lý do chính anh quyết định đầu quân cho câu lạc bộ Incheon United là cơ hội để phát triển sự nghiệp chứ không phải vì các vấn đề khác. K-League Classics là giải đấu đẳng cấp của châu Á, không phải ai cũng được trải nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao như vậy. Tôi biết là sẽ rất khó khăn để cạnh tranh suất đá chính, nhưng bản thân luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình mỗi khi có cơ hội. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Yong-jin đi cùng với Công Phượng đến buổi ra mắt Incheon United ở Hàn Quốc sau khi học trò ký xong hợp đồng với đội bóng mới, ông bày tỏ. Công Phượng đã chứng minh mình là tiền đạo hay nhất Việt Nam và bây giờ sẽ phải làm điều tương tự tại Hàn Quốc. Công Phượng là cầu thủ Việt Nam thứ hai sau Xuân Trường năm 2016, chơi bóng cho Incheon United. Đây cũng là chuyến xuất ngoại thứ hai của tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai sau khi được cho mượn sang Mito Hollyhock cách đây 3 năm. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm, mỗi khi gặp các cầu thủ, tôi đều khuyến khích họ ra nước ngoài thi đấu. Tôi vui vì Incheon United đã chọn Công Phượng. Cậu ấy có khả năng ghi bàn tốt và chơi hiệu quả trong phạm vi hẹp. Tâm lý của Công Phượng rất vững vàng và tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua thử thách này. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói với báo chí Hàn Quốc, Công Phượng là tiền đạo tốt nhất Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Yong-jin đã có những chia sẻ ngắn gọn với báo giới xứ sở Kim Chi về việc Công Phượng chuyển tới Incheon United thi đấu. Cả hai đều dành những lời khích lệ lớn cho tiền đạo, sinh năm 1995. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, Công Phượng được thừa nhận như tiền đạo tốt nhất ở Việt Nam, cậu ấy có khả năng xoay sở tốt trong phạm vi hẹp, cùng bộ kỹ năng cơ bản khá ấn tượng. Tuy nhiên, cậu ấy đã ở Hàn Quốc và phải thể hiện để chứng minh điều đó. Bạn phải có vị trí, phải làm lại. Tôi lo ngại về sự thích nghi, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua vì Công Phượng là một cầu thủ mạnh mẽ. Trong khi đó, trợ lý Lee Yong-jin phát biểu, Công Phượng đến Hàn Quốc vì cậu ấy muốn phát triển hơn nữa. Phượng là một cầu thủ xuất sắc ở kỹ năng cá nhân cùng với sự quyết tâm mạnh mẽ. Tôi nghĩ lựa chọn K-League là một quyết định đúng đắn. Cả huấn luyện viên Park và trợ lý Lee đều có mặt tại buổi ra mắt câu lạc bộ Incheon United của Công Phượng. Sự kiện thu hút của rất nhiều cơ quan báo chí truyền thông ở Hàn Quốc. Hình ảnh của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 gây ấn tượng mạnh với người dân Hàn Quốc. Trong đó, màn trình diễn của Công Phượng ở trận tứ kết với Nhật Bản để lại nhiều dư âm nhất. Công Phượng ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Incheon United. Các điều khoản khác trong hợp đồng không được tiết lộ. Ở câu lạc bộ mới, tiền đạo 24 tuổi sẽ mặc áo số 23. Tại buổi lễ ra mắt, Công Phượng bày tỏ cảm xúc khi nhận được nhiều lời khuyên từ huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Yong-jin về việc ra nước ngoài thi đấu. Anh cho biết, tôi đã cải thiện thể lực trong suốt quãng thời gian ở Nhật Bản, khả năng rê dắt và phòng ngự cũng đã được cải thiện. Tôi nghĩ lợi thế của mình là khả năng hoạt động trong không gian hẹp. Cầu thủ Hàn Quốc cao to nhưng thường để lộ khoảng trống sau lưng, tôi có thể làm được nhiều điều nếu tận dụng được điểm này. Ở Hàn Quốc, mục tiêu của tôi là cải thiện những điểm yếu và tăng thể lực. Tôi muốn hướng đến chiến thắng cùng với những đồng đội mới. Tôi biết bóng đá Hàn Quốc rất xuất sắc. Tôi cũng biết nhiều về bóng đá Hàn Quốc. Những điểm tích cực ở đây thông qua huấn luyện viên Park Hang-seo. Incheon United là một đội bóng tuyệt vời và tôi đã nghe nhiều câu chuyện về tập thể này trước đây. Xuân Trường có thể đối đầu Đặng Văn Lâm vào cuối tháng 5. Quý vị thính giả thân mến, Xuân Trường đang tiến sát bản hợp đồng với Buriram United sau khi vượt qua buổi kiểm tra thể lực và sắp tới anh sẽ đối đầu với thủ môn Đặng Văn Lâm nếu mọi chuyện suôn sẻ. Ngày 9 tháng 2, Xuân Trường hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe và không có cảnh báo nào được đưa ra. Điều này đồng nghĩa với việc hợp đồng thi đấu giữa anh và nhà đương kim vô địch Halit chỉ còn là vấn đề thời gian.
Dự kiến trong hôm nay, ngày 10 tháng 2, Xuân Trường sẽ chính thức là người của Buriram United trong một năm theo hợp đồng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Anh sẽ là tuyển thủ thứ hai của Việt Nam thi đấu tại Thái Lan. Nếu thể hiện tốt, rất có thể Xuân Trường sẽ sớm có dịp đối đầu với người đàn anh tại đội tuyển quốc gia Đặng Văn Lâm. Theo lịch thi đấu Thái Lan, trận lượt đi giữa Muang Thong United và Buriram United sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 29 tháng 5 trên sân nhà của Buriram United. Trận lượt về diễn ra sau đó gần 4 tháng, vào ngày 14 tháng 9. Trưa ngày 7 tháng 2, Đặng Văn Lâm có buổi ra mắt Muang Thong United. Tương đối ấn tượng, thủ thành của đội tuyển Việt Nam nhận nhiều sự quan tâm từ truyền thông Thái Lan. Và ngay sau đó, số áo của anh được công bố, khiến nhiều người hâm mộ tin tưởng rằng Văn Lâm sẽ là lựa chọn số 1 trước khung gỗ của đội bóng này. Chưa hết, Muang Thong United còn cho mượn thủ thành Campbell, Bartholm, Atakun và chỉ giữ lại lão tướng 36 tuổi Prasit Badunjok. Điều này càng khiến cơ hội bắt chính của Đặng Văn Lâm trở nên rõ rệt hơn. Tương tự như đối thủ Buriram cũng loại bớt nhân sự tuyến giữa, khiến cho Trường Hiếp dễ thở hơn. Tiền vệ Anuwat Noichanfan đã không còn khoác áo nhà đương kim vô địch Thái Lan. Động thái này được cho là dọn đường cho Xuân Trường. Bởi theo hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, Buriram phải đảm bảo 70% số trận ra sân cho tiền vệ người Tuyên Quang. Mùa giải năm ngoái, Muang Thong United về đích thứ tư, trong khi Buriram là đội vô địch. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này càng thêm phần thú vị và gây sự háo hức nhất định đối với người hâm mộ Việt Nam khi có sự góp mặt của hai ngôi sao tại đội tuyển Việt Nam hiện tại. Sau thành công tại AFF Cup 2018 và trước đó là nhiều giải đấu trong năm 2018, các cầu thủ Việt Nam được cho là lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ trong nước và khu vực, thậm chí là một số đội bóng châu Âu cũng đánh giá cao tiềm năng của các tài năng trẻ như Quang Hải hay là Đoàn Văn Hậu. Người đồng đội của Xuân Trường ở Hoàng Anh Gia Lai là Công Phượng cũng sẽ xuất ngoại trước thềm mùa giải mới, chân sút người Nghệ An đầu quân cho câu lạc bộ Incheon United, đội bóng cũ của Xuân Trường ở Hàn Quốc. Công Phượng nói gì khi ra mắt Incheon United vào đúng ngày lễ tình nhân? Lễ ra mắt của Công Phượng tại câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc đã được tổ chức sáng ngày 14 tháng 2 tại khách sạn Holiday Inn Incheon Songdo ở thành phố Incheon, diễn ra vào đúng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Buổi họp báo ra mắt của tiền đạo Nguyễn Công Phượng tại câu lạc bộ Incheon United có sự tham dự của đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc là ông Nguyễn Vũ Tú, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hang-seo, trợ lý Lee Yong-jin, người đại diện Lee Dong-jun, đại diện các câu lạc bộ Incheon United và Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng bắt đầu họp báo với lời chào đầu tiên, xin chào bằng tiếng Hàn. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam bày tỏ niềm vui được gia nhập Incheon United. Tôi rất vui khi được gia nhập Incheon, một đội bóng rất tốt. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để trở thành một phần của câu lạc bộ trong tương lai. Tôi cũng sẽ làm hết khả năng để trở thành cầu thủ có thể giới thiệu bóng đá Việt Nam tới Hàn Quốc. Hợp đồng của Công Phượng với Incheon United có thời hạn 1 năm theo hình thức câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho mượn. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Công Phượng xuất ngoại, anh cũng sẽ là cầu thủ Việt Nam duy nhất chơi bóng tại giải quốc nội hàng đầu châu Á K-League One trong năm 2019. Giám đốc đại diện của Incheon phát biểu, Công Phượng tuyển thủ Việt Nam đã được Incheon United tuyển dụng cho mùa giải mới. Công Phượng có nghĩa là chim công và phượng hoàng. Cảm ơn Hoàng Anh Gia Lai đã đem đến cho chúng tôi một cầu thủ tài năng. Đây sẽ là một sự thúc đẩy lớn cho Incheon United. Trước khi lễ ra mắt diễn ra, phía Incheon từng dành nhiều lời khen cho Công Phượng. Trong văn kiện gửi tới truyền thông hôm ngày 13 tháng 2, Incheon miêu tả Công Phượng cao 1m68, nặng 65kg, là tiền đạo chủ chốt của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Công Phượng chính thức nhận chiếc áo thi đấu số 23 của đội Incheon United. Trước đó, chia sẻ về việc xuất ngoại này, tiền đạo của tuyển Việt Nam hy vọng đây là thử thách và cũng là cơ hội tốt cho anh phát triển thêm sự nghiệp của mình. Công Phượng chia sẻ, tôi rất vui và tự hào khi được bước vào thử thách mới ở K-League, giải đấu được IFFHS xếp hạng số 1 năm thứ 8 liên tiếp trong các giải bóng đá chuyên nghiệp châu Á. Tôi cũng đã được nghe từ người đồng đội thân thiết Lương Xuân Trường của mình rằng K-League là giải đấu cấp cao, tôi sẽ làm hết sức mình để có thể trở thành nguồn sức mạnh cho Incheon United. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo trong cuộc giao lưu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú giúp Phượng sớm thích nghi và hòa nhập với cuộc sống và đội bóng mới. Đại sứ khẳng định ông sẵn sàng giúp mọi cầu thủ Việt Nam tới thi đấu tại Hàn Quốc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất được cập nhật mỗi ngày.
Xin chào và hẹn gặp lại.